dồn lực tấn công mục tiêu dễ bị tổn thương nhất của Ukraine. Quân đội Nga được cho là đang tập trung tấn công các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Trong thông báo cập nhật tình hình chiến sự hôm 12 tháng 2, Trung tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội nước này đã tiến hành một trận tập kích sử dụng tên lửa có độ chính xác cao, phóng từ máy bay chiến đấu để phá hủy một cơ sở lắp ráp và sửa chữa xe tăng và xe bọc thép của Ukraine đặt tại nhà máy Malyshev ở Kharkov. Đây không phải là lần đầu tiên những cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine bị tấn công bởi quân đội Nga. Trước đó, vào hôm 8 tháng 2, Trung tướng Konashenkov xác nhận một xưởng sửa chữa máy bay của Ukraine tại Kharkov đã bị phá hủy. Đây được cho là cơ sở chuyên sửa chữa và hiện đại hóa các phương tiện bay không người lái của Kiev. Tại vùng biên giới Sumy, vào hôm 2 tháng 2, một nhà máy sản xuất đạn pháo của quân đội Ukraine cũng đã bị san phẳng sau những đợt pháo kích dữ dội từ quân đội Nga. Theo chuyên gia quân sự Vladislav Surigin, những cuộc tập kích trên cho thấy quân đội Nga đang tập trung hỏa lực nhằm tấn công những mục tiêu được cho là dễ bị tổn thương nhất của Ukraine. Vô hiệu hóa những cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine là ưu tiên số 1 của quân đội Nga. Do xung đột kéo dài, Ukraine hiện không thể tự sản xuất vũ khí. Tuy nhiên, họ đang nỗ lực để sửa chữa và khôi phục năng lực chiến đấu của những loại khí tài quân sự bị hư hỏng. Nga đang tìm kiếm và nỗ lực phá hủy những xưởng sửa chữa như vậy. Điều này buộc Ukraine phải chuyển vũ khí sang các nước phương Tây để sửa chữa, ông Surigin nhận định. Gần đây, theo trang Russian Times, quân đội Ukraine đang có xu hướng mở thêm nhiều cơ sở sửa chữa vũ khí và khí tài quân sự tại những địa điểm gần với các mặt trận giao tranh chính với quân đội Nga. Điều này không chỉ giúp vũ khí hư hỏng của Ukraine được bảo dưỡng, sửa chữa và đưa trở lại chiến đấu kịp thời, mà còn cho phép Ukraine khôi phục các vũ khí thu được từ quân đội Nga. Một thợ máy của quân đội Ukraine cho biết, Nga đã mất đến hàng trăm xe tăng, trong đó có những xe tăng chiến đấu chủ lực T-90A vô cùng hiện đại kể từ khi xung đột giữa Moscow và Kiev nổ ra. Là một quốc gia được trang bị nhiều thiết bị quân sự có nguồn gốc từ Liên Xô, quân đội Ukraine không gặp nhiều khó khăn trong việc tái sử dụng những vũ khí thu được từ phía Nga. Hôm qua, một trận động đất có độ lớn 5,6 đã xảy ra ở Romania, làm rung chuyển khu vực phía tây nam nước này. Đáng chú ý, người dân tại các nước láng giềng Bulgaria và Serbia đều có thể cảm nhận được dư chấn của trận động đất này. Trận động đất xảy ra vào chiều ngày 14 tháng 2 theo giờ địa phương với tâm chấn ở độ sâu 10 km tại huyện Gorj thuộc tỉnh Oltenia. Theo các nguồn tin sở tại, thì một số công trình xây dựng và ô tô đã bị hư hại nhẹ. Trong khi đó, thì mọi người vội vã rời khỏi các tòa nhà. Hiện chưa có thông tin về thương tích hoặc thiệt hại đáng kể nào do trận động đất. Trước đó một ngày, một trận động đất có cường độ thấp hơn xảy ra ở gần khu vực trên, nhưng không có báo cáo về thiệt hại. Theo Viện Vật lý Trái đất Quốc gia Romania, những rung chấn trên không liên quan đến trận động đất thảm họa xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tuần trước. Song những chấn động liên tiếp đã khiến một bộ phận người dân lo lắng. Bộ Lao động Mỹ ngày hôm qua công bố số liệu cho thấy là lạm phát tiêu dùng ở nước này đã giảm nhẹ trong tháng riêng, nhưng vẫn cao hơn mục tiêu lạm phát mà các nhà hoạch định chính sách đề ra do chi phí thuê nhà và năng lượng cao. Chỉ số giá tiêu dùng CPI, thước đo lạm phát chính, đã giảm từ mức tăng gây sốc 9,1% vào tháng 6 năm ngoái, trong bối cảnh Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã bắt đầu đưa ra biện pháp mạnh tay hơn để nhằm kiềm chế giá cả tăng vọt. Và nhờ tác động từ chính sách của Fed thì CPI trong tháng riêng tại Mỹ tăng 6,4% so với cùng kỳ của năm trước, thấp hơn một chút so với lạm phát của tháng 12 năm 2022 và là mức tăng hàng năm thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2021. Tuy nhiên, thì tỷ lệ lạm phát trong tháng 1 vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% mà giới hoạch định chính sách đề ra. Từ tháng 3 năm ngoái đến nay, thì Fed tổng cộng đã 8 lần tăng lãi suất cho vay để nhằm hạn chế cầu và kiềm chế đà tăng của giá cả. Cũng trong ngày hôm qua, hãng ô tô Ford của Mỹ thông báo kế hoạch cắt giảm 3.800 việc làm hành chính và kỹ sư tại châu Âu trong 3 năm tới do chi phí tăng và nhu cầu cơ cấu tổ chức tinh gọn hơn khi công ty chuyển sang sản xuất xe điện. Ford nêu rõ sẽ cắt giảm 1/9 nhân sự ở châu Âu, cụ thể là khoảng 2.300 việc làm tại các nhà máy ở Đức, 1.300 việc làm tại Anh và 200 việc làm khác tại các nước châu Âu. Hãng dự kiến sẽ đạt mục tiêu này thông qua các chương trình thôi việc tự nguyện. Theo hãng xe Mỹ, quyết định trên nhằm tái cơ cấu hoạt động kinh doanh tại châu Âu với bộ máy tinh gọn hơn và chi phí cạnh tranh hơn. Hiện hãng đang triển khai những bước tiếp theo trong quá trình chuyển đổi nhằm đáp ứng các điều kiện thị trường đang thay đổi nhanh và có nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trường xe điện. Năm ngoái, Ford báo lỗ 2 tỷ đô la Mỹ. Tương tự các đối thủ khác thì Ford đang đầu tư mạnh cho sản xuất xe điện và cho ra mắt nhiều mẫu xe ăn khách trên thị trường như dòng xe bán tải F-Series. Ford khẳng định giữ nguyên kế hoạch chỉ bán xe điện tại châu Âu vào năm 2035. Thưa quý vị, năm nay nhân ngày lễ tình yêu Valentine, nghệ sĩ graffiti ở đường phố nổi tiếng Banksy đã âm thầm thực hiện một tác phẩm nghệ thuật tại thị trấn Margate ở đông nam nước Anh.
Bức tranh tường với chú thích là Valentine's Day Mascara thể hiện hình ảnh một người phụ nữ nở nụ cười rạng rỡ, đeo găng tay màu vàng và dường như đang đẩy một người vào tủ cấp đông. Đây là một chiếc tủ cấp đông thật được bỏ lại sát bức tường, được tận dụng như một phương pháp sắp đặt nghệ thuật. Những tác phẩm đường phố của Banksy thường thu hút sự chú ý của công chúng bởi những ẩn ý và việc phản ánh những vấn đề xã hội bằng việc lồng ghép những chi tiết thể hiện mặt trái và những hình ảnh vui tươi. Mỗi tác phẩm của ông có thể bán với giá hàng triệu đô la Mỹ trên thị trường nghệ thuật. Thưa quý vị, khi nói đến việc cứu hộ những người bị mắc kẹt bởi một trận động đất, thời gian có thể tạo ra ranh giới giữa sự sống và cái chết. Các thiết bị công nghệ cao đang được phát triển để hỗ trợ xác định vị trí và giải cứu những người bị mắc kẹt dưới các đống đổ nát một cách chính xác và nhanh chóng. Trong cuộc đua giải cứu những người bị mắc kẹt trong thảm họa động đất, mỗi phút đều đáng giá. Khi thời gian trôi qua, cơ hội sống sót sẽ giảm xuống và số người chết tăng lên. Các đội cứu hộ phải xác định vị trí nạn nhân càng nhanh càng tốt trong bối cảnh nhiều rủi ro. Dự án Con trỏ của châu Âu và Nhật Bản đã được phát triển với mục tiêu giảm thiểu rủi ro trong quá trình giải cứu. Công nghệ mới mà chúng tôi đang hướng đến sẽ giúp tăng sự an toàn cho các đội cứu hộ, cung cấp quyền truy cập từ xa tại các nơi nguy hiểm. Đồng thời, công nghệ này cũng sẽ rút ngắn thời gian phát hiện nạn nhân. Dự án Con trỏ sẽ hợp lý hóa hoạt động tìm kiếm và cứu nạn bằng cách kết hợp các công nghệ khác nhau thành một hệ thống tích hợp duy nhất. Hỗ trợ công tác trên mặt đất, các nhà nghiên cứu đã phát triển robot tìm kiếm thu nhỏ dưới lòng đất được đặt tên là Sichum. Sichum là loại robot được trang bị các máy ảnh khác nhau như máy ảnh RGB và máy ảnh nhiệt. Chúng tôi cũng lắp thêm hệ thống đèn để robot có thể đi vào một tòa nhà sập và tìm kiếm nạn nhân. Trong tương lai, các cụm robot nhỏ bán tự động có thể xâm nhập sâu vào các tòa nhà bị sập. Chúng được trang bị chiếc mũi hóa học giúp phát hiện ra những người sống sót. Khi các xì chum lăn vào đống đổ nát, chúng cũng sẽ nhận được thông tin qua đầu thu sóng địa chấn từ các nhân viên cứu hộ để lắng nghe tiếng động của những người sống sót. Cùng lúc đó, hoạt động giải cứu tại nơi xảy ra thảm họa sẽ được hỗ trợ từ trên cao với các máy bay không người lái đặc biệt. Một số drone được thiết kế ánh xạ theo ba chiều, nhân viên cứu hộ mang theo radar xuyên đất để phát hiện những khoảng trống trong đống đổ nát, nơi có thể là vị trí của những người sống sót. Một số drone khác sẽ mang và thả robot xì chum tại nơi cần cứu hộ. Và cuối cùng là một máy bay không người lái kích thước lớn có nhiệm vụ phối hợp hoạt động giữa các thành phần trong hệ thống. Chương trình đang dần được hoàn thiện. Do độ phức tạp của công nghệ cũng như trạng thái của từng thành phần, rất khó để xác định khi nào chương trình này sẽ có mặt trên thị trường. Những trận động đất như ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người. Hy vọng trong tương lai không xa, những dự án tìm kiếm cứu nạn sẽ được đưa vào hoạt động, mang đến hy vọng những nạn nhân xấu số bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.